Hồi đầu tháng 10, sông Amazon trông không khác gì sa mạc. Tại Manaus, miền Bắc Brazil, một chiếc phà mắc kẹt trên lòng sông khô cạn. Cạnh đó không xa, trên một nhánh sông, ngư dân đang kéo thuyền ra khơi. Ngay cả những chiếc cano nhỏ cũng trở nên vô dụng. Khu vực Amazon, nơi có con sông dài thứ hai thế giới, dường như sắp cạn kiệt. Chưa bao giờ trong lịch sử, Amazon phải đối mặt với đợt hạn hán nghiêm trọng và tàn khốc như năm 2023. Mực nước sông đã xuống mức thấp nhất trong hơn 120 năm. Các nhà khoa học nghiên cứu khí hậu ở khu vực này lo ngại rằng đây có thể là khởi đầu cho một chu kỳ tàn khốc của thiên nhiên. This is really dramatic. You expected to have the rains delayed. Thực sự rất nghiêm trọng. Chúng tôi dự kiến sẽ có những cơn mưa muộn, mùa khô kéo dài hơn, mực nước thấp hơn, nước nóng hơn, vân vân. Những thứ đang ảnh hưởng đến tất cả đời sống thủy sinh và tất nhiên cả rừng. Bạn sẽ có thêm nhiều vụ cháy rừng nữa. Điều đó đã xảy ra rồi. Cây chết chỉ vì thiếu nước, cơ bản là chết khát. Trees dying just for lack of water, basically dying of thirst and standing up. Philip Fernsai đã nghiên cứu Amazon trong hơn 40 năm. Ông là thành viên của nhóm Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu đã đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2007. Ông thẳng thắn chia sẻ về những gì đang chờ đợi phía trước. Đây là những điều được dự đoán sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai và sẽ là lời cảnh báo rằng chúng ta cần kiểm soát sự nóng lên toàn cầu cũng như kiểm soát nạn phá rừng. Tại khu vực thượng nguồn ở vùng Tefe, cách Manaus 500 km về phía tây, hơn 200 con cá heo hồng đã chết trong đợt hạn hán từ cuối tháng 9 đến tháng 11. Con được gọi là cá heo sông Amazon, loài động vật có vú nước ngọt này có thể được tìm thấy ở hầu hết các lưu vực sông Amazon và Orinoco. Đây là lần đầu tiên, và điều đáng lo ngại nhất là trên toàn bộ Amazon, trong vùng lõi của Amazon. Điều đó chỉ xảy ra ở Tefe này. Hầu hết các trường hợp cá heo chết xảy ra ở hồ Tefe, giữa Amazon. Tại đây, nhiệt độ nước lên tới 40 độ C vào đầu tháng 10. Hơn 100.000 người sống xung quanh khu vực đã đổ chất thải chưa được xử lý vào vùng nước của hồ. Tại một làng chài nhỏ ven sông gần Manaus, thủ phủ bang Amazonas của Brazil, người dân đang đào giếng để tìm nước. Chính chúng ta đã gây ra sự hỗn loạn này bằng việc xây dựng các con đập, gây ra các vụ cháy rừng, phá rừng và khiến con sông ô nhiễm. Trong vài tuần qua, mưa lại xuất hiện và mực nước sông bắt đầu dâng cao trở lại. Chính phủ Brazil ước tính có hơn 500.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đợt hạn hán nghiêm trọng này ở Amazon. Nhiều người vẫn còn đang trong cơn khốn khổ.